Chào các bạn, cô là Quỳnh Linh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn LCM Step 1 bài diễn tấu Fingers Dancing và Snow Dancers trang 5, 6. Nhịp 44 là nhịp có 4 phát trong một ô nhịp, mỗi phát tương ứng với một nốt đen. F là từ viết tắt của Mezzo Forte, mình đàn mạnh vừa. F là từ viết tắt của Forte, đàn mạnh. Và chúng ta lưu ý ký hiệu đàn lớn dần. Khi các bạn thấy dấu chấm ở ngay phía bên dưới nốt nhạc hoặc ngay phía bên trên nốt nhạc thì chúng ta sẽ đàn staccato. Ở đây chúng ta có dấu lặng đen là nghỉ một phách, dấu lặng tròn là nghỉ 4 phách và lưu ý dấu nhấn. Bây giờ cô sẽ đàn tay phải. Ngón số 4 mình đặt vào phím pha staccato. Nghỉ 4 phách. Tiếp theo, nghỉ 4 phách và chúng ta đàn pha son cùng một lúc. 2 3 4 2 3 4. Tay trái, ngón số 4 cô đặt vào phím son và cô staccato, nghỉ, nghỉ. 2 2 2 2 2 2 3 4. Và bây giờ cô sẽ đàn hai tay. Chúng ta chuyển sang bài Snow Dancers. Nhịp 44 là nhịp có 4 phát trong một ô nhịp, mỗi phát tương ứng với một nốt đen. P là từ viết tắt của piano, đàn nhẹ. MP là mezzo piano, đàn nhẹ vừa. MF là viết tắt của mezzo forte, đàn mạnh vừa. Những vạch vòng cung trong bản nhạc là một ký hiệu phân câu, phrasing, thì các bạn sẽ chơi lưu loát từng câu giống như đọc từng câu văn, không ngập ngừng ở giữa. Tay phải cô sẽ đặt vào vị trí đồ và đàn ngón số 3 vào phím mi. Trái ngón số 1 chúng ta đặt vào phím đồ. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Và bây giờ cô sẽ đàn hai tay.